Chào cả anh em nha, hiện tại thì mình đang ở đứng ở Tâm Bình bạn, thị xã Cà Lậy bạn ơi. Nay mình dẫn các bạn đi xem cúc mai này. Cúc mai này thì chủ vườn đang rao bán bạn, anh em nào mà thích quan tâm á, chút xíu mình để địa chỉ với hai là số điện thoại, anh em có thể tham khảo đây nè. Mình ăn góc này nè. Đầu tiên thì mình sẽ quay cái tàn cho anh em cùng tham khảo. Sau đó mình sẽ quay cái gốc đó, mình thấy cái gốc này rất là quái bạn. Thứ hai là mình sẽ đo cái hoành đó. Anh em nào mà quan tâm thì có thể đến đây để xin em nó về nhà. Còn những anh em nào mà không quan tâm thì có thể coi video này để tham khảo bạn. Bộ tàn này thì nó ra không có được đều cho mấy nha bạn. Có một gốc thì mình đo 1m8, có một gốc thì mình đo có 1m5, không có ra đều, có chỗ có 1m4, tàn này nó ra không có đều như vậy. Giờ thì bắt đầu mình vô mình cho bạn xem sơ một vòng bộ đế nha bạn. Ở đầu mình sẽ quay chi tiết từ từ cho anh em xem. Mình thấy cái bộ đế này khá là quái mà. Nhìn sơ sơ thì các bạn tưởng là nó có 2-3 thân đan nhau, thật sự chỉ có một thân thôi các bạn. Thì theo chủ vườn chia sẻ với mình như vậy. Để anh quay toàn bộ luôn cho anh em xem. Rất là hay. Bộ đế phải nói là rất là hay mà. Anh em cứ xem đi. Rồi khoảng chừng chút xíu nữa mình sẽ đo cái hoành đó bạn, để anh em biết thông tin chi tiết luôn. Nhìn sơ thì mình tưởng nó là hai thân tỷ gốc á, thật sự có một thân mà. Đây là cái tán đó mà. Như là các bạn đã thấy thì cái tán nó, cái cành nó cũng khá là bự nha các bạn, chứ không phải nó nhỏ nha các bạn. Bộ đế khá là quái. Để mình quay lại một lần nữa rồi đầu mình đo cái hoành nó cho bạn xem nha bạn. Em vô mình đo cái hoành cái mai này cho bạn xem nha bạn. Khá to ạ. Sao sáu này. Sao sáu. Bình đế. Nhiều. Đế 1.2. Bình đế 1.2 rồi. Khá to. Mình sẽ quay thêm một lần nữa để cho anh em cùng xem. Rồi sau mình qua thêm gốc mai thứ hai nha bạn. Anh em nào thích gốc mai nào thì có thể đến để tham quan gốc mai đó bạn. Có duyên thì mình mua được thôi bạn. Mình có hỏi chú là chú có nói là cái bộ rễ này nó còn ra xa nữa nha bạn. Tại này lắp đất được rồi. Cành tương đối to đó, không có nhỏ đâu.
Nói chung thì vườn này có rất là nhiều gốc mai bạn. Bữa hai bữa nữa mình sẽ cho bạn xem thêm một cái gốc mai nữa bạn, cũng trong vườn này luôn. Cũ cũng rất là đẹp, không thua gì gốc mai đâu. Tàn thì lớn hơn cái tàn này nhiều. Giờ mình sẽ dẫn các bạn qua xem gốc mai thứ hai nha bạn. Mình sẽ cố gắng mình quay từ từ cho anh em xem. Thì chia sẻ của chủ vườn là gốc mai này kêu bằng phước lộc thọ bạn ơi, thì nó có lên trên nó có ba nhánh rưa ra, thì chủ vườn chia sẻ như vậy. Còn nếu anh em nào mà có ý kiến gì khác á, bạn có thể bình luận phía bên dưới nha bạn. Gốc mai này cũng đang kêu bán luôn nè. Đây cũng khá là đẹp nha bạn. Nhìn cái tàn nó có tầng nhìn thấy cũng ok các bạn. Thì anh em nào có quan tâm thì bạn có thể đến địa chỉ để xem trực tiếp cho nó dễ bạn. Nhiều khi mình qua cái màn hình điện thoại á, mình thấy cũng không có ok cho lắm. Nói chung là mình chơi mai này 9 người 10 ý các bạn ơi. Riêng bản thân mình thì mình không thích những cái gốc mai như thế này. Mình chỉ thích là những gốc mai nào nguyên thủy, kiểu như gần gũ và thiên nhiên thì mình thích. Củ bự hình bồ đế này cũng rất là hay, rất là đẹp.
Rồi ok, giờ chào tạm biệt tất cả anh em nha, hẹn gặp lại mọi người ơi.